đơn giản, hiện đại, ít bám bụi mà lại nhìn sang trọng các bác. Xin giới thiệu với các bác, đây là một mẫu hoành phi câu đối được làm từ chất liệu gỗ hương đá các bác nhé. Đây là một mẫu khá là đơn giản, ít bám bụi các bác ạ. Mẫu này thì không cầu kỳ những cái không cầu kỳ này, không có những cái đường nét chạm trổ công phu như kiểu bên hoành phi này, và cái mẫu khá là đơn giản ở trong hàng hoành phi câu đối. Thì thường thường hoành phi câu đối có những cái mẫu như là đại tự lồng cuốn thư đấy, đại tự lồng cuốn thư thì những cái mẫu đấy như cầu kỳ hơn, nhưng mà cái mẫu này đơn giản, phù hợp với những cái bác nào không thích sự cầu kỳ, nhìn trông hiện đại, khỏe khoắn, vuông vắn các bác, thì rất hợp với các bác đấy các bác nhé. Thì em xin thông báo qua cái kích thước của cái hoành phi câu đối này, bộ hoành phi câu đối này đấy, thì bộ hoành phi với dài là 1m97, rộng 67, ván dày là 3 phân các bác. Thằng này thì là hàng đặt của em, thì là ván nó dày 3 phân đấy, khuôn tranh dày 6 phân, khung măng dày 10 phân các bác nhé. Hàng thì nguyên khối đấy, mặt ván nguyên khối không chắp ghép gì và cực kỳ là dày dặn. Các bác có thể nhìn qua ở đây đấy, những cái từng nét này và đục được và được đục theo mẫu là tùng cúc trúc mai các bác nhá. Đấy, 100% ở đây đều em là đục bằng máy đấy, bằng gọi là CNC đấy các bác. Nhưng mà các bác có thể thấy những cái đường nét này nổi lên cực kỳ là đẹp nha các bác ạ. Cái mẫu chữ này là mẫu chữ bọn em tuyển đấy, tuyển riêng hàng mẫu chữ riêng biệt riêng các bác ạ, nên là những cái đường nét nó cong vênh thì cực kỳ là đẹp. Em quay cho các bác cái phần mặt sau lưng của nó này, các bác có thể nhìn thấy à, gỗ nẹp này, nẹp cực kỳ là chắc chắn nhá. Và em lưu ý à, những cái thang bàn này cực kỳ là dày và em đã bắt ke bắt vít đầy đủ hết các bác rồi, nên là cái hiện tượng cong vênh hay là bị rạn này thì cực kỳ là hiếm khó, tại vì bọn em đã xử lý được các bác nhá. Thì sau đây em quay sang cái bộ câu đối cho các bác xem. Cái này mới gọi là thách thức các bác này, bác nào có mắt tinh tường nhìn ra được những cái viên ngọc thô thì các bác biết đấy, 100% hai cái câu đối này là em mới đục xong, là em chưa quật gì, chưa hoàn thiện, chưa đánh nguội gì, nên các bác có thể nhìn thấy này, những cái sợi lông trên này nó vẫn còn. Nhưng mà bác nào tinh ý tinh mắt ấy, đấy các bác sẽ thấy được cái vẻ đẹp của nó như thế nào. Các bác có thể nhìn thấy đây, 100% bằng chất liệu gỗ hương đá đấy, đục máy CNC, nhưng mà các bác nhìn cái đường nét cong vênh này đấy, cực kỳ là dày dặn nhá. Thì em xin thông báo qua những cái kích thước của con này, hai bộ câu đối này cũng dài 1m97, dài 1m97, dày 4 phân đấy, đục sâu 1 phân đấy, các bác có thể nhìn thấy chữ nổi cực kỳ là đẹp. Thì những cái mẫu này các bác có thể về phun sơn PU này đấy, phun sơn PU hoặc là dát vàng 4 số 9, hoặc là nếu bác nào khó thì các bác có thể dát vàng Đài Loan cũng cực kỳ là đẹp rồi. Còn bác nào ưa thích thì có thể về sơn son thiết vàng thì cũng cực kỳ là đẹp các bác nhá.